Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Cùn TV trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình có một số chiếc máy rẻ iPhone, iPad dành cho tất cả các bạn. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì có một chiếc iPad giá chỉ tầm 2.500.000. iPad M1 nhé, giá 2.500.000. Và cùng chiếc iPad Redmi Naro các kiểu iPhone. Và bây giờ chúng ta không chờ đợi đâu nữa, chúng ta vào thẳng video. Thì trong video ngày hôm nay có một chiếc iPad M1 nhé. Thì iPad M1, cái này là kính, cái này là men zin, màn zin 100% nhé. Mình chỉ thay mỗi cái mặt kính này thôi, mặt kính này bị vỡ thì mình thay mặt kính khác. Full chức năng camera đây. Ok đó. Vỏ của nó thì hơi xấu phẩy phẩy, thì giá có 2.500.000 thôi. Đây, các bạn nhớ một tí. Ok, cảm ứng thì siêu ngon, thay cảm ứng rồi nhé các bạn nhé. Giá có 2.500.000 thôi. Anh em cần thì inbox. Với một chiếc này thì là bản Wi-Fi 16G. Bản này là bản KH của Hàn Quốc nhé, đang iOS 12.2.4. Với những iOS này thì các bạn có thể tải YouTube trước các thứ thì rất là nhanh. Giá 2.500.000 thì là cực kỳ là rẻ cho các bạn dùng nhé. Với một chiếc iPad A2 các bạn có thể search trên YouTube với những cái kênh kia thì giá nó rất cao, chứ không rẻ như cái giá mà 2.500.000 mình ấy đâu. Giá 2.500.000 này là mình bán thanh lý, mình mua. Mình mua rẻ thì mình bán rẻ cho mọi người nhé. Ok, đây là kênh của mình. Là các bạn cần chiếc nào, các bạn cần chiếc nào thì inbox cho Đức chiếc đấy nhé. Loa liếc các thứ thì rất là to, loa liếc các thứ các bạn dùng rất là to nhé. Ok, loa liếc các thứ rất là to. Đấy, loa đây nhé. Nên là các bạn cần thì inbox cho Đức cái này nhá. Chiếc iPad M1 bản Wi-Fi 16G giá 2.500.000. Men zin màn zin 100% thì thay mỗi cái, gọi là thay mỗi cái cảm ứng bên ngoài này thôi nhá, mặt kính cảm ứng. Ok, zin 100%. Các bạn cho con dùng thì quá hợp lý. 2.500.000 nhá. Chiếc thứ hai trong video là một chiếc tab Samsung này. Tab T561 thì mình bán cho các bạn với giá là 1.600.000 nhá. T561 1.600.000 nhá. Các bạn cần inbox cho Đức T561. Chiếc này đang hết pin rồi, mình chưa lấy cho các bạn. Chiếc thứ ba là chiếc 8 Plus. Chiếc này mình đang dùng chung, giới thiệu 64GB bản Nhật nhá. 64GB bản Nhật nhá. Ok, với chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá là 64GB bản Nhật, mình bán cho các bạn với giá là giá 4.800.000 nhé. 4.800.000 anh em nhé. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc 6S Plus. Chiếc này là, đây mình sẽ cho các bạn, hôm qua mình có review nhưng chắc là chưa kỹ lắm, hôm nay mình sẽ từ review lại. Chiếc này là nó bị hơi hắt sáng mờ phía góc trên này. Thì hôm nay có anh bảo là có xem YouTube được không, thì chiếc này mình nói luôn là full chức năng. Full chức năng nó chỉ là bị cái phản quang bên này nó hắt, nó sáng không được đều là do nó bị mất đèn. Đó, ok. Nó mất đèn màn hình, còn cái này main vẫn mình mới sửa nhưng mà không được. Mình mua rẻ, mình sửa lên thì bán rẻ cho các bạn thôi. Đấy, ok. Vỏ đẹp keng 100% nhé các bạn nhé. Camera đây ạ. Đây ạ. Các bạn nghe gọi thoải mái, không có một vấn đề gì hết nhé, không thiếu một chút chức năng gì hết nhé. Đấy, loa trước, loa trong, loa ngoài nhé, phục dung nhé, full chức năng nhé các bạn nhé. Đấy, âm lượng trên dùng dưới. Ok, vỏ đẹp 100%, pin cũng là 100%. Giá mình thanh lý cho các bạn với giá là 1.700.000. Và đây mình sẽ bật vào màn hình và độ sáng và màn hình tối thì các bạn gần như là sẽ không nhìn thấy là nó sẽ bị thấy tí nào nữa.
Đây các bạn chuyển sang chế độ này, các bạn dùng thì các bạn sẽ không bị thấy nó tối đèn đâu. Giá 1.700k nhé các bạn nhé. Giá 1.700k nhé. Anh em cần thì inbox cho Đức nhé. Ok anh em. Ok là màu hồng nhá. Còn đây mình về một cái iPhone X. X này full chức năng. Mình mua là 5.6 triệu. Full chức năng. Camera các thứ đều ngon hết. Đây các bạn nhìn. Rất là sạch, sáng đẹp. Chiếc iPhone X này bây giờ cũng rẻ thôi. Bán cho các bạn với giá có 5.800k. 5.800k nhá. Các bạn book luôn cho mình nhé, 5.800k, giá rất rẻ, sạch sẽ và hợp lý, 5.800k. Một chiếc 7 Plus này, giá có 3 triệu thôi, bỏ hơi xấu. Một chiếc 7 Plus, 256GB các bạn nhé. Chung giới thiệu, 256GB, giá có 4 triệu 6 thôi, 256GB có 4 triệu 6. Zin 100% nhé. Hoặc là một chiếc 8 Plus thay vỏ đẹp keng, giá có 5.2 triệu thôi. 4.6 triệu và 5.2 triệu nó chênh nhau có một chút thôi, nên là các bạn cần inbox thì cho mình nhé. Giá rất là rẻ cho các bạn. Một chiếc 4.6 triệu, một chiếc 5.2 triệu. Chiếc này là 64GB, chiếc này là 256GB. Giá nó cũng rất là rẻ để dành cho các bạn yêu thích. Ok chưa? Giá thị trường 8 Plus như này thì bây hiện tại là đang là khoảng 6 triệu. Mà cũng zin thì cũng đa số là hiếm. Ok, quan trọng nhất là bạn mua của ai thôi. Mình mua mình thì mình cứ nói thật luôn cho các bạn xem. Ok, cái này zin 100%, còn cái này thì là ép kính thôi. Một chiếc tiếp theo đó là một chiếc S9. Giá là 3 triệu rưỡi nhá, S9 3 triệu rưỡi. Ok, một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung Samsung A03s nhé. RAM 4 bộ nhớ 64. Chiếc này mình thanh lý cho các bạn với giá 1.800k. Các bạn cần inbox cho mình nhé. Một chiếc Samsung này là Samsung Z7 Pro. Màn zin 100% các bạn nhìn sáng đều đẹp chưa? Thì chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 1.700k. Z7 Pro bán 1.700k nhé. Anh em cần thì inbox. Và mình còn hai chiếc Naro 50i này. Chiếc này mới thì mình không biết. Nó tùy. Naro này mới tinh và đập hộp này nhé. Giá là 2.600k nhé. 2.650k. Naro 2.650.000. RAM 4 bộ nhớ 64GB, đập hộp 2.600.000 đồng nhé. 2.600.000. Ok, 2.600.000 đồng nhé. Redmi 50i. Naro đây là Redmi này. Bên ngoài nó chỉ tên ghi là Naro thôi, nhưng mà thực ra nó là Redmi 50i. Đấy, màn hình camera cực kỳ là ngon. Đấy. Ok các bạn, mình sẽ cho các bạn xem về cấu hình. Đây ok. Tại vì nó giá rẻ nên là cái camera ở đây nó có một mắt camera thôi, nên là nó cũng không được nét như những dòng khác, nhưng mà phải nói là nó cũng dùng rất là ok. Đó các bạn. Thì chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 2.600k. Máy tinh đập hộp nhé. Ok anh em. Nếu các bạn lấy luôn chiếc này thì mình fix cho các bạn 2.550 nhé. Đấy là máy mình bóc hộp ra. Các bạn cần thì inbox cho mình nhé. Hôm trước mình về chục cây nhưng mà mình bán gần hết rồi. Ok, đó là tất cả máy trong có mặt trong Đức Cun TV của ngày hôm nay. Mình xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Các bạn cần gì, hỗ trợ gì, sửa chữa gì thì inbox cho mình nhé. Mình sẽ chỉ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau ạ. Video vào ngày mai. Bye bye, và iPad này nhá. 2.500k, chốt nhanh lên nhá. Không có chiếc thứ hai đâu.
ok anh em. Đấy. Bạn cho con học để như này cũng rất là ok. Ok nhé các bạn nhé. Bye bye các bạn.